Các bạn sinh viên thân mến, khi sống ở một môi trường đại học, việc tạo lập thêm, duy trì hay phát triển các mối quan hệ là điều vô cùng quan trọng. Các bạn có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau chia sẻ những bí kíp, phương pháp học tập, vui chơi để cùng nhau phát triển hơn. Và ngay sau đây, em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Lan Phượng đến từ bộ môn tin sẽ giúp chúng ta giải đáp tất cả các thắc mắc. Xin hãy kính mời cô. Có lẽ mình xin xưng hô là chị ạ, cho nó trẻ đúng không ạ? Chị thì là một cựu sinh viên của trường mình khi học khóa 22. Và trước đây có lẽ là 9 năm, chị cũng giống như các bạn, đang ngồi ở dưới và tham gia các hoạt động định hướng cho sinh viên năm thứ nhất. Và thực ra là hồi đấy chị thấy là không được may mắn như các bạn bây giờ. Có rất là nhiều các hoạt động hay đúng không ạ? Và các bạn thấy là có rất nhiều thứ mở ra trước mắt các em. Bây giờ thì chị sẽ chia sẻ với các em về một cái chủ đề nghe hơi nghiêm trọng một chút. Đó là gì nhỉ? Tạo lập. Cho chị một cái slide, vừa cho chị cái slide nhé. Đó là các bạn sẽ tạo lập này, duy trì và phát triển các mối quan hệ. Thực ra nghe nó hơi nghiêm trọng, nhưng đó chính là cách các bạn có thêm cho mình những cái mối quan hệ xung quanh, đó là bạn bè này, thầy cô, sau này sẽ là những mối quan hệ xã giao các bạn. Vậy thì có cái gì cần lưu ý và làm sao để cho các bạn có thể có được một cái cuộc sống vui vẻ? Cuộc sống vui vẻ khi chúng ta là sinh viên thì đây là một trong số những kỹ năng rất là quan trọng. Thì giống như là tất cả các bạn thì mình bắt đầu bước từ cấp 3 sang đại học các bạn, giống như các bạn bước từ một cái khu vườn của mình ấy. Toàn trước đây thì là gia đình, bạn bè, những người rất là thân thiết. Chúng ta bước ra một khu rừng mà mọi thứ đều lạ. Và chị cách đây 9 năm thì không có một bạn cấp 3 nào của chị học cùng trường mình. Ở đây có bạn nào giống chị không? Giống này. Ồ, rất đồng cảm đúng không ạ? Chúng ta vào là gần như là mình đơn thương độc mã đấy. Các em bước vào một môi trường mới. Và chị thì bắt đầu như là những các em bây giờ ở dưới thì sẽ phải làm quen với các bạn mới của mình. Và cái người bạn đầu tiên của chị chính là bạn đi học ở trong hội trường đấy, ngồi cùng hàng ghế với chị. Hai đứa thì ngồi cách nhau, xong rồi có mỗi hai đứa ngồi đấy thôi. Và bảo là bạn ơi, sao đây ngồi với mình? Đó, thế là tự nhiên thành chơi với nhau. Và bọn chị thì học cùng rất nhiều môn và trở thành là một cái cặp rất là thân ở trong đại học. Và đến tận bây giờ 9 năm rồi ạ, vẫn còn nói chuyện, thỉnh thoảng đi chụp ảnh hoặc là chia sẻ những cái phần về cuộc sống. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta bước vào đại học thì hoàn toàn một môi trường mới, các bạn sẽ làm quen với những người mới mà. Tuy nhiên sẽ không chỉ có bạn bè, không chỉ có bạn bè, các em sẽ có rất là nhiều các thầy cô dạy các em nhiều môn, mỗi thầy cô là một môn, rồi các bạn cùng câu lạc bộ này, các bạn cùng lớp, và sau này các em sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa, thì còn rất nhiều các mối quan hệ nữa. Vậy thì các em sẽ thấy là liệu cái việc tạo lập cái mối quan hệ nó có thực sự quan trọng như thế không? Mình sống với lại cái người xung quanh mình thấy ổn rồi. Nhưng nếu chúng ta có một cái tầm nhìn xa hơn một chút, chúng ta sẽ thấy đây là một cái kỹ năng chúng ta cần phát triển. Tại sao lại như vậy? Mấy hôm trước, chuyển cho chị sang cái slide. Mấy hôm trước ở trên Facebook thì chị lướt new feed là một có một chia sẻ của chị giám đốc nhân sự là friend của chị ở trên Facebook. Chị có chia sẻ cái này. Đây chính là báo cáo của diện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về việc làm ở trong tương lai năm bao nhiêu? 2022 chính là 4 năm sau kể từ 2018 đúng không ạ? Chính là thời điểm em ra trường. Thế chị thấy là cái này thực ra chị cũng cần, bởi vì sau đấy chị cũng phải tiếp tục đi làm đúng không ạ? Và các em là những người ra trường thì đây chính là những cái kỹ năng sẽ cần trong 4 năm tới ạ. Và các bạn sẽ thấy là có những cái sự thay đổi rất là nhiều với cái xu hướng bây giờ. Đây ạ, cái growing sẽ là những cái mà các bạn sẽ cần, người ta ghi từ 1 đến 10. Và trong đó thì có hai cái kỹ năng hai cái kỹ năng, đó là leadership and social influence và emotion intelligence. Các bạn sẽ thấy là cái tầm ảnh hưởng của các bạn đến những người xung quanh, cái khả năng lãnh đạo, rồi cái phần liên quan đến trí tuệ, trí thông minh về cảm xúc, cái này nó các bạn sẽ không giống như là không tự chúng ta tự luyện tập được đâu, mà nó sẽ phải có trong quá trình mà mình tương tác với những người khác.
Chính vì thế ở trong môi trường đại học các em ấy, khi mà chúng ta có những mối quan hệ, đó chính là lúc để các em có thể phát triển cái kỹ năng này cho mình. Thì đó, ở đây thì đi cùng với lại phần skill về những cái kỹ năng nó sẽ được phát triển thêm, thì có một cái chị thấy cũng rất là hay và chúng ta cần biết. Giống như thầy Quỳnh có chia sẻ ấy ạ, đây là thời đại công nghệ thông tin, chị ở dạy bộ công ty nữa, chị thấy cái này thực sự là rất rất đáng quan tâm. Đó là cái tỷ lệ mà sau này máy nó sẽ thay chúng ta làm việc. Em nhìn ạ, 2018 hiện tại máy nó mới chỉ làm giúp chúng ta 29% thôi, nhưng đến khi các em ra trường 2022 cái tỷ lệ nó lại lên đến 42% rồi, và 2025 thì càng ngày máy càng có thể thay thế chúng ta làm nhiều việc. Ô, vậy thì chúng ta không có gì để làm, vậy chúng ta có thể thất nghiệp không ạ? Sẽ có những thứ mà máy không thể làm được, và các em sẽ là cái đội ngũ phải đón được cái xu hướng đó. Và ở đây ạ, để có sự khác biệt giữa con người và máy móc ấy, thì họ ở diễn đàn kinh tế toàn cầu thì họ cũng đã đưa ra cho chúng ta có 4 cái kỹ năng mà các em sẽ cần. Đó là 4C. 4C đây là kỹ năng học tập thế kỷ 21 giúp cho chúng ta có thể thích ứng được với cái môi trường mà tự động hóa sẽ rất là cao. Thì 4C đấy là gì? Cái C đầu tiên là collaboration, thứ hai là communication, thứ ba là creative và thứ tư là critical thinking. Trong đó các em sẽ thấy là hai cái đầu tiên ấy, hai cái C đầu tiên chính là việc bắt lại cho chị nhé. Collaboration nó là gì ạ? Dịch ra tiếng Anh giúp chị, đó là gì? Cộng tác, đúng không ạ? Đó chính là khả năng mà các em làm việc với những người khác. Còn communication chính là cách các em giao tiếp, nói chuyện này, nói chuyện giữa những nhóm nhỏ hoặc là ví dụ lên trên này nó. Chị nghĩ là ở đại học em sẽ có rất là nhiều cơ hội để phát triển các cái kỹ năng về thuyết trình rồi về giao tiếp. Thì đây là những cái kỹ năng em sẽ cần chuẩn bị. Thì quay trở lại với việc là duy trì và tạo lập mối quan hệ, chúng ta phải có mối quan hệ đã thì các em mới có thể phát triển những cái kỹ năng đấy, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái câu chuyện là chúng ta tạo như thế nào và chúng ta sẽ kết bạn với ai, thì có một cái câu mà trước đây chúng ta nghe rất nhiều rồi, đó là gì ạ? Chọn bạn mà chơi. Thực sự là chọn bạn mà chơi không đánh đồng mà các em cứ phải chơi với những cái bạn gọi là học giỏi này, các bạn tài năng này, các bạn có một cái gì đấy nổi bật, ra chơi với các bạn thì rất là tốt bởi vì các em có thể học được. Tuy nhiên nếu những bạn đấy mà các em cảm thấy chơi với bạn ấy không phải là các em ấy, chị khuyên là hãy chơi với những người mà các em thấy mình được là chính bản thân mình. Và bí quyết để duy trì một mối quan hệ là gì ạ? Sự chân thành và sự hòa hợp. Em hãy chơi với những người mà các em cảm thấy có được việc nói chung, khi đấy các em sẽ rất là thoải mái và các em có thể sẽ phát triển được những kỹ năng của mình. Thì đây chính là những cái mà mình nên lưu ý, bởi vì là chị sẽ không có một cái công thức chung nào cho tất cả chúng ta là phải làm bạn với người này hay phải làm bạn với người kia, hoặc là phải cứ thấy người nổi tiếng chẳng hạn thì chúng ta sẽ tiếp cận, thì nó sẽ không đảm bảo cho các em là một cái mối quan hệ mà nó thực sự sẽ trở nên lâu dài khiến cho các em vui vẻ. Và thêm một điều nữa, không chỉ làm bạn, các em hãy cố gắng, hãy chứng tỏ hoặc là hãy thể hiện cái con người của mình với nhiều những người xung quanh hơn, ví dụ như là thầy cô này, rồi những người lớn tuổi mà các em có thể có cơ hội làm cùng với em đi làm thêm. Tại sao như thế thì ở đây chị cũng chia sẻ với một cái câu chuyện là tại sao chị quay trở về trường và trở thành một giảng viên ở trường ấy. Thì đấy là do khi mà chị đi học, chị ấn tượng được với các thầy cô. Chính vì thế mà khi mà có một cái job, có một dự án hay thì các thầy cô sẽ có thể nhớ đến các em và có thể sẽ có những cái offer, có những cơ hội. Thì chị tin rằng trong 4 năm đại học em sẽ có rất rất nhiều cái cơ hội, rất là nhiều mối quan hệ mà em có thể sử dụng nó để cho mình những cái cơ hội sau trong tương lai. Thì đây chính là cái 4 cái kỹ năng. Và chúng ta biết là chúng ta kết bạn với ai rồi, vậy thì chúng ta sẽ cần biết là chúng ta có thêm những mối quan hệ ở đâu, đúng không? Thì nó sẽ liên quan đến phần thứ hai ở trong cái phần nói của chị, đó là liên quan đến hoạt động ngoại khóa. Chị các bạn sẽ thấy là không chỉ đi học thì hoạt động ngoại khóa sẽ là một hoạt động sẽ giúp các em có thêm nhiều các mối quan hệ bên cạnh các bạn mà học cùng lớp. Chúng
ta sẽ muốn là có những bạn mà có cùng sở thích với mình đúng không, cảm thấy hòa hợp mà. Thì với chị ạ, khi mà chị hoạt động ngoại khóa thì cái nhu cầu của chị phát sinh từ việc chị phải làm cái CV. CV đấy là CV hiện tại của chị, còn CV hồi chị đi học nó không như thế này. Thì khi mà làm CV cuối năm thứ 2, đầu năm thứ 3 đó, thì học một môn mà yêu cầu phải làm CV, thì bắt đầu đến cái đoạn là hoạt động ngoại khóa. Chị không biết chị phải đi gì nữa. Thật sự không biết phải đi gì. Và lúc đấy chị bảo, tôi chết rồi. Đến 4 năm sau thì ra trường hoặc có cái gì để đi vào đấy. Thực sự cái hồ sơ của chị chắc sẽ bị xếp xuống rất là thấp sau các cái bạn hoạt động rất là tích cực đúng không? Thì hoạt động ngoại khóa thứ nhất sẽ cho em lợi ích, đó chính là làm cái hồ sơ của các em đẹp, đây là cái thực dụng nhất. Nhưng sau đấy ạ, thực ra hoạt động ngoại khóa có thể mang cho em rất là nhiều những cái lợi ích, đó chính là những cái mối quan hệ mà cái phần trước chị nói. Các em có thể tham gia các câu lạc bộ, sẽ có các cái bạn sở thích với mình. Ngoài ra các em có thể tham gia các cái lớp học về kỹ năng. Các lớp học kỹ năng, hồi như của chị thì chị có không chỉ hoàn tham gia các lớp của trường mình, mà chị thường tham gia các khóa học hoặc là các cái bootcamp ở các trường, ví dụ Đại học Ngoại thương, Kinh tế quốc dân hoặc là Đại học Viện Tài chính chẳng hạn. Các trường đấy thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều hoạt động mà welcome cả sinh viên trường ngoài. Thì bây giờ nếu mà nhìn lại thì chị thấy là những cái mối quan hệ từ các cái bạn mà chơi cùng với chị từ các hoạt động đấy, thì đến bây giờ hầu hết là đối tác của chị đều cùng với chị ở trong công việc thực hiện các cái dự án, bởi vì chúng ta có rất nhiều những cái mối quan hệ phong phú. Các em có thể sẽ dùng những cái mối quan hệ đó đó. Các em không thể biết được cái người ngồi cạnh em sau này biết đâu lại trở thành một giám đốc của một công ty ở đấy đúng không ạ? Sau đó thì một bạn nào đấy sau này có thể trở thành đối tác và khách hàng rất quan trọng của em. Chính vì thế mà từ các cái hoạt động ngoại khóa đó, thì các em sẽ có thêm rất là nhiều những cái mối quan hệ để từ đấy mình rèn luyện được các kỹ năng về lãnh đạo này, các kỹ năng về giao tiếp. Thì ở đây có thể sẽ chốt lại một chút về phần hoạt động ngoại khóa cũng như là về thiết lập tạo lập các mối quan hệ. Đó là các em hãy enjoy, hãy cởi mở hơn này. Chúng ta cởi mở hơn, chúng ta hãy luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội, những mối quan hệ đến với mình và với tất cả sự chân thành, với tất cả sự gọi là tử tế của mình. Thì hãy phát triển những cái mối quan hệ đấy, bởi vì nó sẽ là cơ hội để các em rèn luyện và sau này biết đâu được nó sẽ mang đến cho em các cơ hội rất là lớn để 4 năm sau mình có thể sẽ có những đối tác và những khách hàng, và đơn giản là trong 4 năm học đại học thì các em sẽ có được một cái cuộc sống rất là vui vẻ. Thì cuối cùng ạ, thì chị sẽ có một lời chúc với các em, chuyển cho chị thử slide cuối là slide cảm ơn ạ. Chúc các em sẽ có một cái sự khởi đầu mới mẻ, và trong 4 năm tới sẽ là 4 năm đáng nhớ của chúng ta, để khi nhìn lại không có gì nuối tiếc cả. Chào các em. Dạ vâng, em xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng quý báu đến từ cô. Và các bạn sinh viên thân mến, thông qua những lời chia sẻ đến từ cô Phượng thì các bạn đã phần nào đó hiểu hơn về các cái ngành nghề cũng như là về cách mà chúng ta sẽ lựa chọn nghề nghiệp của mình sau này đúng không ạ? Ở đây sẽ có rất là nhiều bạn sẽ lựa chọn cho mình, mỗi bạn sẽ có một đường hướng đi riêng. Và các bạn biết không, đối với mỗi một bạn sinh viên ở trường Đại học Thăng Long, không những các bạn chỉ đơn giản, đơn thuần là các bạn học ở tại trên trường, học ở tại trên lớp, mà các bạn sẽ còn có những cái trải nghiệm thực tế ở ngoài cuộc sống. Các bạn có thể tham gia vào những khóa học cũng như là tham gia vào những lớp học, trao dồi thêm kỹ năng về bản thân giống như cô Phượng đã chia sẻ. Bên cạnh đó là gì ạ? Các bạn sẽ phải ngoài cách là các bạn tham gia các cái khóa học đấy ra, các bạn hãy tự chính bản thân của mình để trải nghiệm, để đồng hành với nó, đi theo những đam mê, đi theo những ước mơ của mình đúng không ạ?